Phúc Mai Quảng Ninh nhé mọi người nhá. Phúc vừa mới gửi lên cho anh em mình đây. Thấy chưa? Còn một con kia nữa, đây là một khổng lồ đấy. Khả năng là anh em mình sẽ không ăn hết là hai con rồi, một con này cho cá ăn đấy. Không. Anh bị sổ quá. Có cả ăn. Nào mày thích ăn món gì? Ăn món gì cho nó ngon nhỉ? Người ta hay ăn mực sốt các kiểu. Lẩu. Mình thì ăn món gì trội rồi. Gỏi. Gỏi á? Ok. Ăn được không? Chắc là được. Được đấy. Mình cứ làm một món gọi nhỉ. Hôm nay mình sẽ chế biến hai món con mực này thành hai món nhá. Một là gọi mực mai và cái thứ hai nữa là ăn lẩu. Rồi bây giờ đi làm lẩu đã. Đồ rất là tươi nhá mọi người nhá. Đồ rất là tươi nhá. Đó, chuyển lên cho anh em mình rất là tươi. Đó, cực kỳ ngon, cực ngon, nhưng anh em mình đã ăn khá là nhiều rồi. Ui, chúc tu rồi. Chúc tu đi. Đấy, bảo ngồi dít đã nhỉ. Đây nhỉ, thôi đi. Đi chế biến này. Mổ đã. Anh em mình đã chuẩn bị xong đồ rồi nhá mọi người nhá. Một con mực này. Và vừa ăn lẩu là vừa ăn gỏi. Bây giờ mình sẽ chế biến cái món gỏi trước. Nặn chanh thì em nặn chanh nhá. Thật ra đây là chỗ tròi cà phê của Nam Định. Nhưng mà ngồi đấy thấy đẹp quá. Mình vào đấy ngồi cho nó mát. Mọi người có nghe tiếng ồn một chút không? Tại vì bể cá thì nó sẽ hơi ồn một chút nhá. Nhưng mà ngồi đây nó hơi phong thủy đẹp. Đó, đấy là con mực này. Mọi người thấy to chưa? Đấy, mực mai Quảng Ninh nhá mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái phần dày nhất của nó để làm gỏi nhá. Ai mà muốn ăn mực mai và các loại hải sản thì cứ liên hệ Phúc Hải Sản mọi người ạ. Anh em mình đã rất lâu năm rồi ăn đồ hải sản của bạn Phúc rồi. Anh em mình đấy, là cách làm gọi là đó, thấy chưa, trắng trẻo chưa. Mình sẽ lấy cái phần ngon nhất này để làm mực nhá. Ai mà muốn ăn hải sản ăn làm gỏi, ai muốn ăn hải sản thì mình để số điện thoại dưới hoặc là xuống vào link Phúc Hải Sản mình để dưới comment nhé mọi người nhá. Đấy, mình sẽ lấy phần trắng như ngọc trinh này để làm gỏi. Đẹp chưa? Ngon chưa? Đấy. Ngọc Trinh gọi một cụ. Cụ mực. Mực người ta thương hiệu đen. Anh lại đi so sánh với cả trắng. Nhưng mà thịt nó thì... ăn đây nó tươi nhá mọi người nhá. Cực kỳ tươi nhá. Mực mai thì ngon nhất là phần mai. Nhưng mà phần mai thì nữa anh em mình sẽ ăn lẩu. Còn phần này mình sẽ làm gỏi. Không biết là có ngon như gỏi cá hồi không? Anh Thái thất vọng lại ạ. Đúng rồi. Ăn phê. Đó. Mình sẽ dùng chanh ra này. Dùng khăn để thấm khô cái miếng mực này đi nhá. Giống như gỏi cá vậy, lau khô đi. Thật là tuyệt vời luôn, nhìn một miếng mực này. Mình thấy nó. Đó, đấy chưa. Nó khô thì nó sẽ đỡ tanh nhé mọi người nha. Ngon chưa? Quá tuyệt vời luôn không? Tôi đã yêu em lâu rồi, sao em chẳng nghe. Tuyệt vời luôn. Nào, vào đây, đưa cái bát đá vào đây cho anh. Ơi, hôm nay nhìn bát đá nó xanh điệu rồi mọi người. Người ta dùng đá răm, nhưng mà anh em mình không có đá răm, mình chơi đá cục. Có gì, đúng không? Bát đá nó thì như là cốc rồi. Này. Anh nghĩ là, hôm nào mình phải thay đổi xuống ngồi giữa giữa năm mùa hè, anh em mình xuống ngồi đây ngồi giữa bể cá ăn lẩu cho đẹp này. Ăn lẩu thì giật chết cái em ạ.
không lại nó lại rửa bụng vết lên lại nhặt gấp chân gấp vào luôn. Ờ thế mày mày có muốn thay đổi gì không? Đổi gì? Khẩu vị không? À. Làm tí cá coi làm gỏi ngon đấy nhỉ. Thì em bắt mấy con của anh lên nhá. Đó, thái được mỏng nào. Đây nhá, một miếng này. Đặt vào đây. Thái thật mỏng nhá. Sashimi. Sashimi. Sashimi mực trước, tí nữa ăn sashimi cá coi sau. Đó, thật mỏng. Trời ơi. Mọi người đã thấy hấp dẫn chưa? Bữa ăn 100.000 đô. Mực mai khổng lồ. Món ăn này anh em mình đã thèm rất là lâu rồi. Tại xem mấy cái ông Trung Quốc ông hay làm, nhưng mà ta làm sốt rồi chứ làm gỏi bao giờ. Anh em mình lần đầu tiên làm gỏi mà ăn gỏi mực nhá mọi người nhá. Anh ơi, thế này chắc đủ với anh rồi. Đấy, để là em sợ không mát rồi. Mát quá đi. Quá mát luôn thì tí nó. Rồi đi, làm dần ăn dần đi. Kiểu lắm mình đi. Cứ làm đầy đủ đến một cái đã. Đúng rồi. Rồi, ok. Nó sẽ là đĩa gỏi mực. Còn đây, trong lúc anh em mình thưởng thức gỏi mực nhá, mình sẽ làm một cái cho một đây. Wow, anh ơi, làm mát sashimi đi. Sashimi là tí nữa, cái này cho vào đây để tí nữa anh em mình chén nhá, cho chín cho chén nhá. Ừ. Quên luôn, quên là chút quên này đó. Không, anh ơi, hôm nay em không ăn với cả chín su à. Đây là chín su, không phải xì sâu. Thế nên hôm nay em ăn nguyên cái rồi. À, ăn một tạt à? Ăn một tạt cho người ta ăn, nhưng một tạt ngon lắm. Còn mình sẽ thử món sashimi mực trước nhá. Lạnh chưa? Ui, khá là lạnh rồi đấy. Đó. Đảo cho nó chưa nó lạnh. À, sashimi mực thì mình sẽ thử ăn giống như kiểu sashimi cá hồi. Đấy. Một miếng mực này, một miếng mực tươi này. Một lát dưa chuột này. Đó. Một lát cà rốt này. Cà rốt thì em thấy dễ lắm mà sao anh làm làm hút đó. Đấy nhá. Đấy. Đùa, chấm xì dầu một cặp đi. Cho em xin miếng. Đây, tập quần cho mình. Không, em ăn cơ. Mình sẽ chỉ có ra nước một tạc anh. Chứ có tay mà. Mình tạc anh. Khá là thèm rồi. Mình nghĩ là mực mực ngon đấy. Tại vì bây giờ mình sẽ thử Cho em xin miếng. Bây giờ mình sẽ thử một miếng đầu tiên nhá. Miếng này lạnh này. Vì nếu mà mực mà không tươi ngon ấy thì chắc chắn là ăn sashimi và ăn kia nó sẽ không ngon, là nó sẽ không bao giờ ngon. Mực là phải mực tươi. Đó. Mời tất cả mọi người nhá. Đây cho mọi người xem lại này, đấy miếng sashimi của mình này rất là mỏng nha. Ngon không anh nhỉ? Giòn lắm. Không có một tí tay nào luôn nhá. Thôi không ạ. Ăn thử xem, người ta ăn cục to rồi. Em không biết ăn chín su rồi mất đi. Không có một tí tay nào luôn. Mày ăn thì nó nhạt. Sốc chưa?
Ăn thì nó nhạt luôn. Thế nào? Vị thế nào? Mà mời không khỏi phải hỏi vị, mời sốc như thế thì làm sao mà biết được vị được? Đấy, miếng thứ hai khỏi cúm luôn. Miếng thứ hai mình ăn sashimi sẽ dùng với chanh nhá. Miếng này mình sẽ ăn không ăn với rau rau củ quả nữa, thì cậu cũng nhỉ, để cho nó nguyên chất nguyên vị. Miếng thứ hai này mình ăn không luôn. Quấn mà chấm chanh cũng dùng. Còn nhìn nhìn những sashimi là biết là nó độ tươi của nó như nào nhá. Ăn ngon quá đấy nhỉ. Nó giòn, nó ngon. Thứ nữa là lần đầu mình ăn khỏi cá mực á. Mọi người biết con mực mai ngon nhất ở đâu không? Đấy là chính là cái mai của nó đây này. Bây giờ mình sẽ cắt cái mai nó vào cho vào lẩu nhá. Rồi. À, mình phải xem cái miếng mình om từ lúc đó. Mình ăn nguyên cái miếng mực này nha. Mình ngâm chanh. Chấm. Ngon không? Ngon kìa. Chút. Ngon. Ngon. Cái giòn sật sật đúng không? Cái giòn sật sật đấy. Còn cái mai, ơi, anh đang làm chín gỏi mai nhỉ? Cái mai nó là cái giòn nhất. Ôi, đúng rồi đây. Anh thấy mai đang làm gỏi đây. Mực mai là ngon nhất ở cái mai nhá mọi người. Ngon đấy. Nên là mình sẽ thử ăn gỏi bằng anh. Mời lông bạn nhé, bắt là anh không mời đến luôn. Tại vì món này là hải sản mọi người ạ, rồi tích. Đó. Nào, mọi người ơi. Nào, chén đi. Chén đi. Lông bạn này. Chén đi. Đó. Làm tí mai nó không? Đó, cái này phải nặn cho một cái canh nó không? Một canh nó. Ui, giỏi lắm mai. Mọi người biết tại sao cái mai nó giòn không? Là vì nhá, khi bơi ở dưới nước là hai cái mai nó phẩy à, kiểu nó hay hoạt động ấy, thì cái mai nó sẽ rất là giòn. Một miếng này, ngon một lúc trên. Ui, có cái đảo đâu cái này không anh? Giảm lửa. Miếng này nào, một ra để cho mai vào. Cho em cả cái bánh gì nhỉ? Mà cái mút vào cái kia nhá. Đấy. Wow, đây. Mọi người xem quà. Đào đầu luôn. Thấy chưa? Khuê chưa? Thấy khuê của mực mai chưa? Nó xanh này. Trời ơi. Đấy, bây giờ nó mới hiện nguyên hình nhé. Lúc nãy nó trắng, trắng bây giờ ạ. Thâm rồi. Bây giờ mày mới hiện nguyên hình này. Mực thì làm sao mà trắng được, lõi trắng cơ. Rồi, ok. Nào, làm miếng. À đây, từ lúc mình chưa thử cái miếng gọi là không chanh, không đường, không đá. À, không chanh, không ngâm chanh. Mình phải ngâm chanh. Trắng như ngọc chim, chỉ việc mút thôi. Đó. Đây là miếng mai nó nha mọi người nha. Này, mai. Miếng này đã. Mấy cái gần mai nó còn không? Ui, ngon. Đậu hủ với dai. Đâu mình cũng phải thử. Mình ăn thì miếng mai ngon quá. Đây. Đây là miếng mai của nó nha mọi người nhá. À quên, thôi. Tại nhà mình lộn trộn nên cắn không được một lát mới. Đúng là người ta bảo là mực mai
gọi là mực mai, ngon nhất ở mực mai là mực này. Ngon. Mai là có cái lô này. Mai là cái này. Thịt cái lô. Nhưng mà xúc tu chắc chín rồi. Sẽ làm một thứ xúc tu. Tuyệt vời luôn. Wow. Wow. Cho em một miếng. Đây. Tắt hay là nữa? Nửa rồi. Đấy. Ôi cho. Giòn không? Chưa giòn không? Nhưng mà cái này cũng giòn bằng mai nữa đâu. Mai mới giòn thì đâu ăn mai mới mọi người mới cảm nhận được. Giòn nó như thế nào? Cái này là chấm sốt chua cay. Đấy. Không cái gì ngon bằng hải sản tươi sống nha mọi người nhé. Cứ cái đồ tươi á là tuyệt vời. Anh cá nó quấy mặn quá. Mực mai có một cái ngon nhất của nó là mình kết nhất là nó không bị mặn mặn như kiểu nó ở biển nhưng mà nó không có vị mặn của biển đấy. Mà nó có độ giòn, nó độ ngọt rất là ok, tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ thử cái ngoài nó cũng nhỉ. Ai nó mới lậu kì. Ý, thấy chưa? Mọi người thấy cái tiếng cắt chưa? Cái tiếng anh cắt. Ơi, chín kỹ đi đi. Chín rồi, chín quá kỹ rồi. Đấy nhá. Một tiếng mai mực. Mai của mực mai. Em đợi cho nó sôi tí nữa. Giòn cơm cắp luôn. À, quên, cứ mải thổi tại vì mình ăn mù tạt và hay bị sốc. Thổi xong lại bảo là không bỏng. Anh em có nghe thấy tiếng gì không? Cộc cộc cộc. Không, không. Ơ, nó chạy mất rồi. Ơ, chạy mất rồi. Đúng rồi đây mà. Đấy. Đúng rồi, cắt đi anh. Tuyệt vời quá. Hay là cho ít nước chanh vào. Bắt vào chanh ở đây. Trời, chua, chua ngon. Giỏi lắm mọi người ạ. À, thì cái xúc tu của nó dài hàng mét rồi, bây giờ nó chỉ còn thế này thôi nhá mọi người nhá. Ây da. Co lại. Đúng rồi, xin phép mọi người cầm tay cái. Ừ. Mỏng mỏng. Úi, anh quên bỏ gai của nó rồi. Nó có nhiều gai nhất rồi đấy. À, bỏ. Anh chấm đi em miếng em ăn thôi. Chấm ăn. Không có biết được à? Cái này nó dai dai hay đây. Cái này nó vừa giòn vừa dai, ăn rất là ngon đấy mọi người. Nó vứt tỉnh lắm mà. Có tỉnh thôi. Ăn một quần ấy. Ừ, mất. Thằng em nó lại làm sashimi và ăn xúc tu nó á. Ừ. Còn gọi á. Xúc tu nó cháu nó phải giòn được rồi. Ngon. Giờ phải làm những sashimi nữa. Quá tuyệt vời. Mình chưa đang nghiện món sashimi. Dùng là món gì? Học chảy này. Cái này là cái cống gì nè? Wow. Hả? Cái này nè. Cống gì? Cái cống hả? Nít nó à? Không, cái mồm. Mồm ạ. Wow. Rồi, mình chỉ muốn cầm cả miếng này gặm một phát thôi nhưng mà nó đang bỏng quá mọi người.